Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái hiệu ứng freeframe ở trong phần mềm Filmora, hay còn gọi là hiệu ứng đóng băng. Có cái bạn nào vừa mới hỏi trên kênh của mình ấy. Thực ra làm cái hiệu ứng này thì cũng tương đối đơn giản thôi. Có mấy cách để làm thì mình sẽ chỉ các bạn nhé. Ok, đây là cái Filmora của mình nhé. Phiên bản hiện tại mình đang sử dụng là phiên bản Filmora 11. Chắc là khoảng vài hôm nữa thì các bạn sẽ có thể cập nhật lên bản mới thôi, bản Filmora 11 nếu như các bạn có bản quyền. Thì khi mà các bạn sử dụng Filmora 11 ấy, thì sẽ có hai cách để tạo cái hiệu ứng freeframe. Ví dụ ở đây nhé, ở đây cách đầu tiên là mình sẽ dùng cái hiệu ứng gọi là speed ram. Trong cái speed ram thì có cái phần freeframe hôm trước mình nói rồi, đúng không? Đây play. Đó, ví dụ mình giới thiệu cái ông nghệ sĩ này chẳng hạn. Thực ra cái việc giới thiệu nhân vật ấy nó chỉ là một cái ứng dụng của hiệu ứng đóng băng thôi. Tiếp theo là cái đóng băng bình thường, tức là freeframe bình thường. Đó, thì chỉ có cái clip của mình, sau đấy là free frame chỗ này, sau đó là zoom vào, sau đó zoom ra, thế thôi. Thứ hai, những cái chỗ này thì các bạn có thể thêm các cái hiệu ứng khác nếu như thích nhé. Ok, mình xóa cái timeline đi. Đầu tiên là mình sẽ cần một cái clip, ví dụ clip này chẳng hạn. Clip này mình đang dùng là ở trong cái kho clip miễn phí của Filmora nhé. Các bạn nâng cấp lên bản Filmora 11 ở Windows thì bạn sẽ có thêm cái phần này, phần Stock Media. Thế còn bạn ở Mac OS thì kể cả bản 10 thì bạn cũng có cái này rồi. Ok, ví dụ play. Đến đoạn này mình muốn tạo hiệu ứng freeframe ở đoạn này chẳng hạn, thì ở bản Filmora 11 này ấy, thì mình sẽ kích vào cái nút này, gọi là cái nút Speed. Sau đó mình chọn là Speed Ramping nhé. Chọn Speed Ramping. Sau đó kích vào Customize. Thực ra mình làm lằng ngoằng như này ấy, thì để mà mình có thể, tức là chọn được cái vị trí, chọn được cái vị trí mà mình thêm hiệu ứng freeframe. Mình kích vào nút này nhé, nút này là Add Freeframe. Thì mình có thể add ở đây, sau đấy mình cho nó thêm mấy giây, tức là khoảng 5 giây đi, đóng băng 5 giây, 5 second, sau đấy mình nhấn vào OK. Như vậy mình thêm một cái hiệu ứng đóng băng ở chỗ này rồi. Cái hiệu ứng này thì mình có thể di chuyển nhé, tại vì mình có dùng cái này thì mình có thể di chuyển cũng được. Ok, đây là cái freeframe, ví dụ đến đây. Sau khi đóng băng thì mình muốn tạo thêm cái hiệu ứng zoom vào, sau đấy là hiển thị thêm cái chữ cho ông này ấy. Thì mình kích vào OK, sau đấy mình nhấn vào nút này để tạo keyframe, thêm cho nó một cái keyframe nhé. Sau đấy mình nhấn tiếp lên chỗ này để kéo cái kim thời gian lên khoảng mấy frame. Sau đấy mình sẽ scale to lên, scale, hoặc là mình có thể kích vào trên này mình chỉnh cũng được. Thích thì mình chỉnh ở đây, ok. Tức là đây là mình vừa mới free frame và mình đã hiện lên cái và mình đã scale to lên đây như này. Ok, sau khi scale to thì mình muốn thêm một cái title, giới thiệu. Mình kích vào lower third này, mình chọn cái này nhé, travel fun này. Thế các bạn chọn cái nào cũng được mà. Đây, ok, kéo này. Ok, sau đấy mình sẽ đổi cái chữ này thành nghệ sĩ A chẳng hạn. Nghệ sĩ A. Ok, kích chọn hết và mình đổi phông sang Arial cho nó đỡ bị lỗi phông. Ví dụ như này, như vậy là mình vừa mới tạo ra một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng freeframe. Và mình giới thiệu cái ông nghệ sĩ này, đúng không? Đó, nghệ sĩ A. Ok, đến đây thì mình sẽ cắt cái title này đi cho nó ngắn lại. Và mình sẽ thêm cho một keyframe về lại ban đầu, thêm một keyframe. Sau đó mình sẽ kéo thêm mấy frame lên chỗ này, mình reset. Reset lại cho nó về cái vị trí ban đầu ấy. Ok, đây là cái thứ nhất, cách thứ nhất để tạo hiệu ứng đóng, hiệu ứng free frame. Nghệ sĩ A. Ok, về lại bình thường. Đó là cách thứ nhất. Thế còn cách thứ hai ấy, thì đơn giản hơn. Cách thứ hai mình sẽ đi vào phần media của mình nhé. Mình kéo đại một cái clip của mình. Ok, đây cái clip này của mình chẳng hạn. Clip mình đi bộ linh tinh mà. Ok, từ nhà mình đến đoạn này mình muốn đóng băng chỗ này thì mình chỉ việc kích chuột phải nhé. Mình kích chuột phải, sau đấy mình chọn Speed. Sau đấy mình sẽ chọn là Add Free Frame. Như các bạn nhìn thấy ở đây nó có một cái phím tắt này. Phím tắt là Alt cộng F nhé. Nếu bạn ấn Alt cộng F thì bạn cũng add được Free Frame. Sau khi mình add Free Frame thì ở đây cái đoạn màu xám này là Free Frame nhé. Thì các bạn có thể điều chỉnh nó, kích vào đây, chỉnh độ dài, tức là cái duration của cái Free Frame. Bạn thích kéo dài thì nó dài hơn nhé. Ok, đấy, còn nếu mà bạn muốn thêm cho nó hiệu ứng zoom ra zoom vào rồi thêm các effect khác thì bạn làm tương tự như lúc nãy. Thêm keyframe chẳng hạn, ví dụ bạn thêm một cái keyframe ở đây. Sau bạn scale nó to chẳng hạn, scale to chỗ này lên.
Sau đấy là kéo lên đến đây, sau lại thêm một cái keyframe, sau lại scale bé nó lại về bình thường. Thì nó sẽ ra cái hiệu ứng như này, rất là đơn giản đúng không? Đó, scale to lên. Sau ví dụ ở đoạn này bạn muốn thêm bất kỳ cái effect nào thì bạn vào effect này, sau bạn kéo, bạn thả nó xuống thôi. Bạn thả nó xuống thì cái tùy bạn. Đó là cách nào để tạo ra cái hiệu ứng freeframe hay hiệu ứng đóng băng ở trong phần mềm Filmora. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Còn nếu bạn nào muốn mua bản quyền thì cũng xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả nhé. Mình sẽ hỗ trợ mua bản quyền với mã giảm giá 20% của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.